Thế giới 24 giờ qua. Đón nhận dòng vốn kỷ lục trong tháng 6, nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục thống trị thị trường chứng khoán Mỹ. Hồi tháng 6, nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua ròng 28 tỷ đô la cổ phiếu và đổ vào các quỹ ETF. Theo số liệu từ VandaTrack của Vanda Research, đây là con số cao nhất kể từ năm 2014. Ngoài ra, số tiền này còn cao hơn so với thời điểm lần đầu tiên cơn sốt cổ phiếu meme bùng lên lần đầu tiên. Xu hướng này tiếp tục nhấn mạnh tầm ảnh hưởng lâu dài của nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường. Khi đại dịch COVID-19 mở ra làn sóng của nhà đầu tư lần đầu, nhiều nhà quan sát thị trường lo ngại nhóm này sẽ nhanh chóng tháo chạy khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Thay vào đó, nhà đầu tư cá nhân đã tăng với số lượng lớn. Ước tính hơn 10 triệu tài khoản môi giới mới đã được mở trong năm nay, theo GMP Security, tương đương với cả năm 2020. Tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư nhỏ lẻ lại hoàn toàn trái ngược so với sự lo ngại ngày càng tăng của các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp đối với triển vọng của thị trường. Tâm lý bi quan trở nên phổ biến hơn trong bối cảnh thị trường dường như khá êm đềm, nhưng các cổ phiếu nhỏ lẻ chứng kiến biến động gia tăng. Tuần trước, SP500 tăng 1,7%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng lợi nhuận trong tương lai là điều khó khăn do lo ngại về lạm phát và mức định giá cao. Tuần này, nhà đầu tư sẽ chờ đợi nội dung cuộc họp tháng 6 của Fed được công bố vào thứ Tư. Theo đó, họ sẽ tìm kiếm manh mối về thời điểm ngân hàng trung ương có thể bắt đầu nâng lãi suất. Biến động có thể sẽ diễn ra khi khối lượng giao dịch có xu hướng thấp hơn trong những tháng mùa hè. Hiện tại, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn lạc quan dù thị trường có thể sụt giảm và khi một số cổ phiếu yêu thích của họ đã chững lại. Cổ phiếu MAC đã giảm 28% so với mức cao nhất hồi đầu tháng 6. Trong khi đó, Dogecoin giảm khoảng 67% so với mức kỷ lục tháng 5. GameStop cũng chững lại ở mức 200 đô la sau khi tăng vọt lên 483 đô la vào đầu năm nay. Hơn nữa, nhà đầu tư nhỏ lẻ dường như vẫn sẵn sàng áp dụng chiến lược bắt đáy. Ví dụ hôm ngày 18 tháng 6, nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mua ròng hơn 2 tỷ đô la cổ phiếu, mức cao nhất theo ngày trong hơn 2 năm qua, khi ba chỉ số chính của phố Wall giảm khoảng 1%. Jason Goeffer, chủ tịch Sendio Capital Research, theo dõi về sự khác nhau giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Ông nhận định họ vẫn rất lạc quan. Trước đó, tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ của ông hiện cho thấy 70% tin tưởng rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong 3 tháng tới. Trong khi đó, chỉ 44% nhà đầu tư chuyên nghiệp có quan điểm tương tự. Khi sự hào hứng vẫn không hề suy giảm, nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thay đổi chiến lược. Phần lớn trong năm nay, họ có xu hướng tập trung vào một số lĩnh vực. Ví dụ, họ đổ dồn vào các nhà sản xuất xe điện vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Khi cổ phiếu meme hết trend, họ chuyển sang tiền số. Giờ đây, nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp cận với những lĩnh vực khác rộng lớn hơn trên thị trường. Ví dụ, dữ liệu của VandaTrack tính đến thứ Năm cho thấy một công ty bán dẫn, hãng tàu và một cổ phiếu nổi tiếng trên mạng xã hội đều đón nhận dòng vốn ròng cao nhất trong tuần qua. Nửa cuối tháng 6, giao dịch mua chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực năng lượng, vật liệu, tài chính và công nghiệp. Cổ phiếu ngành du lịch cũng là nhóm được ưa thích trong thời gian gần đây. Song, có một điều vẫn không thay đổi. Nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục đẩy giá cổ phiếu của một số công ty tăng chóng mặt. Hai tuần qua, cổ phiếu của công ty kém nổi tiếng gồm công ty phần mềm Anfi và Marine Software, công ty công nghệ hình ảnh Iconic tăng vọt khoảng 100% trong một phiên. Xu hướng này vẫn tiếp diễn vào tháng 7. Nhà đầu tư nhỏ lẻ đã giúp cổ phiếu công ty tổ chức sự kiện hip hop Pop Culture tăng vọt 790%, từ 4 đô la khi IPO lên 53,40 đô la vào cuối tuần trước. Alex Sanfenikov, 24 tuổi, sống tại Florida, là một trader toàn thời gian. Anh thường tập trung vào biến động của cổ phiếu riêng lẻ. Alex coi mình là một nhà đầu tư giá xuống khi dành hầu hết các buổi sáng để đặt cược cổ phiếu công nghệ sinh học trên TradeZero America. Anh chia sẻ, ở thời điểm này, tôi không quan tâm đến những diễn biến chung của thị trường. Với tôi, miễn là có biến động dù tăng hay giảm, tôi đều có thể kiếm tiền. Vốn đổ vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu đạt kỷ lục. Kỷ lục khoảng 580 tỷ đô la được rót thêm vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu trong nửa đầu năm 2021. Dòng vốn đổ vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu năm 2021
sẽ cao hơn con số của 20 năm trước cộng lại. Giới đầu tư đang đổ tiền vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu với sự cuồng nhiệt chưa từng thấy trước đây. Khoảng 580 tỷ đô la được rót thêm vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu trong nửa đầu năm 2021, ghi nhận mức cao kỷ lục, theo nhà cung cấp dữ liệu EPFA. Bên cạnh quỹ cổ phiếu toàn cầu, các quỹ mua cổ phiếu của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu cũng tăng mạnh. Trong đó, giới đầu tư gần đây ưa chuộng cả cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu công nghệ tại Mỹ, trong bối cảnh lạm phát được dự báo sẽ gia tăng. Giới chuyên gia của Bank of America ước tính rằng, nếu duy trì ở tốc độ như vậy trong 6 tháng cuối năm nay, dòng vốn đổ vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu đã đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh chưa từng thấy trong thời gian vừa qua. Với các chỉ số cơ bản liên tiếp lập đỉnh kỷ lục trong tuần trước, nhờ kinh tế phục hồi tích cực, chỉ số S&P 500 tăng hơn 15% kể từ đầu năm đến nay, trong khi FTSE thế giới tăng hơn 12%. Lợi suất trái phiếu tương đối thấp, với số trái phiếu trị giá 12.000 tỷ đô la đang được giao dịch với lợi suất dưới 0, đã làm tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán quy mô 117.000 tỷ đô la của thế giới. Có một sự thay đổi địa chấn trong nền kinh tế và nguồn thu nhập. Ngay cả với kịch bản thận trọng nhất về lạm phát, thì lợi nhuận thực tế của bạn đối với trái phiếu đều là con số âm. Dan Jaffe, quản lý danh mục của quỹ TCW cho hay. Kết quả, dòng vốn đổ vào các quỹ trái phiếu quốc gia chỉ tăng 33 tỷ đô la, theo EPFA. Jaffe dự đoán giới đầu tư tiếp tục mua cổ phiếu trong năm nay, đặc biệt là cổ phiếu tại Mỹ, nơi đang có tốc độ triển khai tiêm vaccine COVID-19 nhanh hơn nhiều các thị trường phát triển khác. Tuy nhiên, bà và các chuyên gia khác vẫn cảnh báo rủi ro lớn liên quan tới một cú sốc trên thị trường trái phiếu nếu Ngân hàng Trung ương Mỹ có bước đi sai về chính sách. Theo Nicholas Colas, đồng sáng lập của DataCheck, cổ phiếu vẫn tăng mạnh ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed siết chặt chính sách vào năm 2013. Khi đó, người đứng đầu Fed đã khiến thị trường biến động mạnh khi nói cơ quan này sẽ giảm quy mô chương trình mua trái phiếu vào một thời điểm nào đó. Mặc dù đợt siết chính sách năm 2013 không gây địa chấn trên thị trường chứng khoán, song chúng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng lần này sẽ có hiệu ứng khác, Colas cho biết. Kỷ nguyên tiền rẻ của thế giới sẽ kéo dài đến khi nào? Sự thay đổi về chính sách tiền tệ sẽ diễn ra dần dần. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương nhiều nước đang bắt đầu rút đi các chương trình kích thích khẩn cấp mà họ từng đưa ra nhằm ứng phó với suy thoái kinh tế trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Theo tin từ Bloomberg, Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp giờ đây đã bắt đầu tranh luận về việc khi nào và bằng cách nào để làm chậm chương trình mua tài sản. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hiện đã bắt đầu hạn chế tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng Trung ương Brazil, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc cũng như Nga đều đã nâng lãi suất. Nhiều nước khác thậm chí còn công khai họ sẽ rút đi chương trình hỗ trợ kinh tế. Sự thay đổi về chính sách tiền tệ sẽ diễn ra dần dần. Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi đó, nhiều quan chức tại các khu vực này vẫn tin rằng việc lạm phát tăng sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Họ cũng đang cam kết sẽ không làm rối loạn thị trường tài chính toàn cầu. Diễn biến của biến chủng Delta có thể sẽ ảnh hưởng đến diễn biến chính sách của nhiều ngân hàng trung ương. Bản cân đối kế toán của các ngân hàng sẽ vẫn tiếp tục phình to, tuy nhiên ở tốc độ chậm hơn. Chi phí lãi vay vẫn ở sát mức thấp kỷ lục. Sau đây là dự báo của các chuyên gia kinh tế về diễn biến chính sách của các ngân hàng trung ương nhiều nước lớn trên thế giới mà Bloomberg thực hiện khảo sát. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Lãi suất liên bang hiện tại là 0,25%. Bloomberg dự báo cho đến thời điểm cuối năm 2021 là 0,25%. Bloomberg dự báo cho đến cuối năm 2022 vẫn là 0,25%. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã bắt đầu nói đến việc sẽ thu hẹp chương trình mua trái phiếu quy mô lớn hàng tháng của Fed và có thể sử dụng buổi họp chính sách vào ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 năm 2021 để nói cụ thể hơn về quyết định này. Dù rằng các nhà hoạch định chính sách Mỹ dự kiến không nâng lãi suất trước năm 2023, 7 trên số 18 quan chức thuộc Fed đã dự báo nâng lãi suất khỏi mức sát 0% từ năm sau. Ngân hàng Trung ương châu Âu. Lãi suất tiền gửi hiện tại là âm 0,5%.
Bloomberg dự báo cho đến thời điểm cuối năm 2021 và cuối năm 2022 vẫn là âm 0,5%. ECB đã cam kết về điều kiện cấp vốn cho các chính phủ, doanh nghiệp và các hộ gia đình thuận lợi cho đến khi cuộc khủng hoảng COVID-19 mới đây đi qua. Hiện tại, ECB vẫn đang mua trái phiếu trong chương trình quy mô 1,85 nghìn tỷ euro, tức 2,2 nghìn tỷ đô la. Chương trình mua trái phiếu dự kiến sẽ được duy trì ít nhất cho đến cuối tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, khi mà lạm phát được dự báo ở dưới ngưỡng 2% trong vòng ít nhất 2 năm và có chiến lược xem xét lại, nhiều khả năng nội bộ ECB sẽ sớm bàn đến việc thu hẹp nó. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Lãi suất chính sách hiện tại là âm 0,1%. Bloomberg dự báo cho thời điểm cuối năm 2021 và cuối năm 2022 vẫn là âm 0,1%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhiều khả năng sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình phục hồi của kinh tế khi mà Nhật tổ chức Olympic trong mùa hè năm nay và quá trình tiêm vaccine COVID-19 đang được đẩy nhanh hơn. Theo công bố mới nhất, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã kéo dài chương trình hỗ trợ thời kỳ đại dịch thêm 6 tháng nữa và tuyên bố sẽ không từ bỏ chương trình cho đến khi lạm phát đạt mức mục tiêu 2% trước năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc lãi suất và chương trình mua tài sản sẽ được duy trì trong tương lai gần. Ngân hàng Trung ương Anh. Lãi suất của Ngân hàng Trung ương hiện nay là 0,1%. Bloomberg dự báo cho đến thời điểm cuối năm 2021 vẫn là 0,1%, nhưng đến cuối năm 2022 là 0,25%. Lạm phát tại Anh đang tăng vọt. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Anh đang phản bác những quan điểm cho rằng Ngân hàng Trung ương sẽ sớm thu hẹp các chương trình kích cầu. Vào tháng 6 năm 2021, các nhà hoạch định chính sách đã cảnh báo về khả năng thắt chặt chính sách quá sớm có thể ngăn cản quá trình phục hồi kinh tế. Ngân hàng Trung ương Anh nhấn mạnh rằng việc giá cả tăng vượt mức mục tiêu 2% lần đầu tiên trong 3 năm sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Ở hiện tại, các quan chức kinh tế Anh, trong đó có thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, đang tập trung vào đảm bảo quá trình phục hồi của nền kinh tế, hỗ trợ cho người thất nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các quy định phong tỏa